Hello, sau đây bông con chẳng ở nhằm bằng hai vì rồi việc phơ video mình tới. Ok, chẳng ở nhằm cho giờ new composition hơi hình đặt hà text flare hơi hình đặt hà text light chị thì three trong mắt đấy chẳng chuyện ok chẳng ở bắt đầu mà cứ ở nhằm bị tròn mà số thí chẳng ở nhưng chơi tròn ngày tới hay xem đây bạn đấy còn đây những đặt một channel của bạn nhóm ok tròn này cứ dựng đồ cùng bán đặt cùng bài của bạn đấy cùng ai của mình đấy mình làm đó cái tôi mới dựng lại trong một đá cái bắt đầu mà tiết cứ một ôn chơi tròn này giờ thì này thì còn phải nữa năm giờ create create mask from text ok trong những bài này còn lửa nữa cái button mắt cứ dùng chạy tròn để phải giờ generate hay giờ bị stroke ok button mắt cứ stroke một con thị tròn or mắt hay tròn pen style nữa cứ một con giờ on stand parent ok trong button mắt cứ line nó cứ dùng chạy tròn start nữa ok chạy tròn start thôi rồi nó cứ nhung đã rồi enter hay một con đọc lại nhờ stroke sequentially này trên thế hay và tổng mắc cứ ông con tập tiền thì mình rồi nhưng phải đi nhà đò đi chân tới khi mà nó quy định tìm mối hay còn nó cứ bốn trong star nó cũng đã cho lại zone enter tới chẳng nó về để dùng play cái này dùng play cứ bị chênh mẹ đi nó hơi chênh máu okay. Cứ bị chênh máu mẹ nâng ok chắc bắt đầu mắc cứ dùng chơi tròn để giờ phần lớn nó hơi chơi để giờ mình nói giờ nhú giờ solid cứ dùng một cái lens flare ok bắt đầu mắc cứ nhập đại chúng mô tha lens ok lên là ngon chị ok tới chẳng là được nông lên flare nắng cứ ở phần phố chơi từ lên flare nắng hơi chạy tròn effect hai con giờ generate hơi giờ của flare chẳng nhưng mà phần lửa chẳng mong muốn ai của cao sẽ phần lửa nó flare flare nắng cứ tròn cái này cứ ông con hỏi tôi nó tôi mà nói nè cái này hai đoạn đấy cứ style một vé cho người đồ giờ mình nào mà đấy ok chắc là nhân vật hỏi thì chỉ tới cái này cái phút tốt mà cứ ông con thơ mày chơi ở trên chị normal mò nó trên chị normal mò nó hai phút tốt mà cứ con chơi tròn normal mò nó cứ giờ bị screen thế chẳng là đèn flare mà vẫn trôi cho mùi nâng outline sổ là bỏ dưới chẳng là bắt đầu mà cứ ở dương chạy tròn outline đi thế chạy tròn mắt chẳng là dương trừ chạy tròn gì tiết ok trong đó nó cứ hiện đại đó là tí tí mùi nó mình đó vị cũng tí tí của mùi vị nó mất ok chẳng ở cứ trong nó cứ ở dương ok nhầm cái trong này quýnh cứ dương trời bậc cao lấy giờ thì mình biết cứ giờ lấy giờ nhờ nhú ở nào object cứ dùng cả layer nâng ok ở trong bộ tóc máu dùng cho sọc khí hay tròn ở tròn outline cứ dùng cho giờ mắt hay dùng giờ sồn móc cứ sồn nó cứ ở miền thế dùng giờ ổng trong miền ok cứ dùng cho chồng này mắt
ចឹងខាងលើហ្នឹងគឺខ្ញុំចុច SOP ហ្នឹងមកគឺយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺ copy ម៉ាស់ so on ហ្នឹងទៅចឹងយើង copy control C ហើយខ្ញុំចុចតាមគីនេះគឺយើងចាប់ទាញខ្ញុំដល់នេះមកហើយចុច control so V ចឹងយើងបានអាអបួនជុំហ្នឹងគឺដើរទៅតាមអសរបស់យើងគឺអសរអប៉ុន្តែវាមិនទាន់ដើរតាមទេវាគ្រាន់តែយើងឃើញថាយើងកូពីខុសហើយយើងកូពីអសរម្ដងទៀតគឺកូពីអើអូខេកូពីឡើងលើដរស៊ីមកហើយត្រង់មកលើហ្នឹងគឺយើងលុបចេញហ្នឹងទៅអូខេចឹងយើង control copy មកវិញមកអូខេនេះគឺយើងយ៉ងយកអសរនេះអូខេបន្តមកគឺបងប្អូនselect ទៅលើ keyframe អស់ហ្នឹងគឺយើងចាប់លើកយកមិនដាក់ដល់ឡើង0មកអូខេបន្តមកគឺយើងចាប់ទាញវាដល់6វិទៅហើយខ្ញុំដាក់ពេលដល់ហើយចឹងបន្តមកគឺយើង select ទៅលើ keyframe ហ្នឹងហើយមកស្ដាំយកពាក្យ keyframe assistant ហើយយក reverse keyframe keyframe ហ៎អូខេបន្តមកគឺឃើញថាវារត់ទៅតាមអក្សររបស់យើងហើយអូខេចឹងយើង play មួយនោះទៀតទៅអញ្ចឹងមើលគេរត់ដែរបន្តតាមហើយអញ្ចឹងបន្តមកគឺយើងចង់ឲ្យពលឺនឹងរត់ទៅតាមអសរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបើក lens flare ហើយ effect បើក lens flare មកបន្តមកគឺយើងចុចត្រង់ lens flare center ហើយយើងចាប់ទាញសញ្ញាហ្នឹងចូលក្នុង position អញ្ចឹងវានឹងរត់ទៅរកទីតាំងដែលយើងចង់ដាក់នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើង play គឺវាទៅតាមអសរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងត្រង់ហ្នឹងគឺធំពេកពន្លឺហ្នឹងមកអាចថយវាទៅហើយវាតូចទៅគឺនឹងក្រុមហ៊ុនវាដល់49ហ្នឹងយើងដាក់ត្រឹម20ជាងឬក៏10ជាងទៅបានហើយពេលយើងដាក់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះពេលដែលយើងplay ទៅនេះតាមនឹងមកចាំបានធំក៏បានដែរដាក់វាធំម្ល៉េះនឹងធំទៅអូខេអញ្ចឹងឲ្យតែយើងធ្វើឲ្យមួយហើយអា2អា3អា4ខាងក្រោយនេះគឺលឿនទេគឺយើង copy អញ្ចឹងយើងដាក់ ticket lens flare ទៅចុច control សអ D ហើយយើងចាប់ទាញឡើងទៅលើអូខេត្រង់យើង rename វាទៅដាក់ថា lens flare 2អញ្ចឹងទៅបន្តមកត្រង់ហ្នឹងគឺយើងចុចយក new layer ហើយ null object យើងដាក់ទៅខាងលើចុច copy ហើយបន្តមកបើក outline គឺត្រង់ហ្នឹងគឺយើងចង់បង្ហាញអក្សរ E អូខេអញ្ចឹងយើងចុចត្រង់អក្សរ E អូខេយើងចុចត្រង់អសអ៊ីនឹងក៏មាន2ដែរគឺអូខេអសអ៊ីយើង copy ចុចទៅលើអ៊ីនឹងទៅយកម៉ាស់ហើយយើង copy បន្តមកយើងចុចត្រង់យកមកផាស់នៅត្រង់ណាល់ទី2ហ្នឹងមកហើយយើងផាស់វានេះអញ្ចឹងយើងបានប៉ុន្តែយើង copy a ខាងក្នុងទេយើងទៅ copy ខាងក្រៅវិញពេលចុច control z អញ្ចឹងយើងទៅ copy ខាងក្រៅគឺ e មួយនេះនេះអញ្ចឹង copy មកហើយយើងធ្វើដាក់ត្រង់ត្រង់នឹងវិញមកយើងរួមអាចចាស់ចោលហ្នឹងទៅមែនទេគឺមិនធំមានអាចចាស់ទេយើងជួយទៅលើវាផាស់អូខេបានហើយអញ្ចឹងបន្តមកគឺយើងទាញដល់6មកយើង
chắc tiền gì đó là một mùi vị má. Ok, trong một tấm mắt tôi dùng sản lửa keyframe nó như mà đang giờ keyframe system hay giờ time reverse keyframe hai tấm mắt cứ dùng cho trong lên frame là chỉ phí hay cho trong effect đá hay dùng chắc tiền flare center đang cho position. Ok, trong những bạn lử sợ y ấy này cái trong vừa bạn đang là hot nghỉ nghỉ thế. Ok, trong cái đồ dùng play mới. Ok, cái bạn này ok trong lựa gọn hay trong thì có mùi nóng cư của nắng xong ở con đường làm nhạc tốt ná hơi xong làm nhạc thamay xong complete chui subscribe channel.